gửi được 2.500 mấy tin nhắn các bạn nha. Hello bạn nghe, mình Thiện đây. Trong video này Thiện sẽ hướng dẫn các bạn cách gửi tin nhắn Facebook hàng loạt tự động trong năm 2025-2026 và những năm về sau các bạn nha, giúp các bạn chăm sóc khách hàng, upsell, crosssell cực kỳ hiệu quả các bạn. Ok, let's go. Thì đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào Facebook giúp Thiện nha, facebook.com. Thì tại facebook.com này các bạn sẽ truy cập, tức là các bạn chuyển qua cái trang fanpage mà các bạn cần gửi tin nhắn hàng loạt các bạn nha. Trong trường hợp này thì muốn gửi tin nhắn hàng loạt fanpage đó là Vua Web Địa Ghi, chính là công ty bên Thiện các bạn. Thì các bạn có thể tham khảo thêm những dịch vụ bên công ty bên Thiện là vuawebdiaghi.com các bạn nha, website vuawebdiaghi.com. Đó, thì bây giờ mình đang chuyển qua cái vai trò là giao diện của fanpage các bạn nha. Nhớ là vai trò là đang là quản trị fanpage nha. Tiếp theo, bạn sẽ cần giúp Thiện một cái tài khoản Facebook phụ. Bạn nhớ nha, tài khoản Facebook phụ. Tài khoản này là tài khoản Facebook chính các bạn. Tài khoản Lâm Thanh Thiện của Thiện là tài khoản Facebook chính. Tài khoản này nó sẽ quản trị tất cả fanpage chính mà mình đang quản trị. Đó, thì lúc này bạn cần có một tài khoản Facebook phụ. Đó, ví dụ như mình có một tài khoản Facebook phụ bên đây. Đó, new kê các bạn. Đó, tài khoản Facebook phụ. Thì tài khoản Facebook phụ này á thì tất nhiên phải có quyền, tức là bạn phải cấp quyền tài khoản Facebook chính nè. Bạn phải cấp quyền là tối thiểu cho cái Facebook phụ á là quyền biên tập viên các bạn nha. Quyền biên tập viên để cái nick Facebook phụ nè sẽ gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng của mình các bạn nha. Ok, let's go. Thì bây giờ mình sẽ truy cập vào cái fanpage mà các bạn cần cấp quyền nha, cần gửi tin nhắn hàng loạt các bạn. Thì mình sẽ làm như sau này, mình sẽ vào quản trị xong bằng nhóm cài đặt nha. Rồi bạn sẽ bấm vô phần là thiết lập trang các bạn nha, thiết lập trang. Rồi quyền truy cập trang nè, bạn bấm leo. Rồi bạn sẽ bấm vào phần là người có quyền là truy cập công việc các bạn nha, bấm thêm mới, bấm tiếp. Rồi ở đây bạn hãy tìm kiếm theo tên hoặc là email của người bạn cần cấp quyền các bạn nha, tức là cái tài khoản phụ của bạn đó. Thì ở đây mình có thể lấy link cũng được các bạn, lấy link của cái nick Facebook phụ này nè, mình dán ở đây, mình dán ra các bạn nha. Đấy, ok. Thì mình cấp cho nó những cái quyền nào? Thì bạn sẽ cấp cho nó quyền là tin nhắn này, thấy không, nội dung nè, hoạt động cộng đồng, quảng cáo, thông tin chi tiết đó. Bạn mở hết 5 quyền này là ok các bạn nha, bấm cấp quyền truy cập. Rồi thì Facebook sẽ hỏi bạn cái mật khẩu Facebook của bạn á, thì bạn sẽ nhập mật khẩu tài khoản Facebook vào nha. Rồi ok, bấm xác nhận các bạn nha, để mình tiến hành mình cấp quyền. Đấy, tối thiểu là người này sẽ đại diện cái bay của mình, đại diện cái bay vuawebdiaghi các bạn, để gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng các bạn nha. Đó, mình sẽ quay qua đây, mình sẽ chấp nhận các bạn, ghi lót lại. Thì khi mà gửi lời mời cấp quyền cho ai đó, bạn để ý ở cái chuông thông báo này, nó sẽ có cái lời mời các bạn. Đấy, bạn mở lên, mạng bên Thiện có vẻ hơi yếu nha. Đây này, Lâm Thanh Thiện đã mời bạn quản lý trang vuawebdiaghi, bạn bấm vào đây, bạn bấm xem lại lời mời, bạn bấm tiếp cũng được các bạn nha, bấm tiếp rồi bấm chấp nhận. Đó, thì như vậy là cái tài khoản phụ chúng ta đã có quyền, nhớ nha, tài khoản phụ này đã có quyền đại diện vuawebdiaghi, tức đại diện fanpage các bạn, để có thể là gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng các bạn nha. Và đặc biệt cách gửi tin nhắn Facebook hàng loạt này á, nó chỉ thực hiện được khi nào? Nó chỉ thực hiện được khi mà những khách hàng đã từng nhắn tin với bác các bạn nha, đã từng nhắn tin với fanpage của bạn. Nếu như một khách hàng mới chưa từng nhắn tin với fanpage của bạn thì bạn không gửi được nha. Mình nhắc lại, những khách hàng mà chưa từng nhắn tin với fanpage của bạn thì bạn không gửi tin nhắn hàng loạt được. Đó, thì tại sao các bạn cần phải gửi tin nhắn hàng loạt cho những người đã từng nhắn tin với bay? Đó, thì mình sẽ nói ra có rất là nhiều lý do lợi ích các bạn nha, mà các bạn cần phải làm. Lợi ích của việc gửi tin nhắn Facebook hàng loạt. Mình phóng to cho bạn thấy nha. Hàng loạt cho ai? Cho khách hàng đã từng nhắn tin với bay không nha. Cho khách hàng, hàng viết tắt đi các bạn, khách hàng từng nhắn tin với fanpage. Đó. Thì tại sao các bạn cần phải gửi tin nhắn hàng loạt cho những khách hàng từng nhắn tin với fanpage các bạn? Có rất là nhiều lợi ích các bạn ơi. Lợi ích đầu tiên nè, có phải là các bạn chạy quảng cáo nè, các bạn tốn rất là nhiều tiền, thậm chí hàng vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu, có người chạy nhiều bằng ngân sách lớn có thể vài tỷ để có thể là có những khách hàng nhắn tin với bác, đúng không? Đấy, rất là nhiều tiền. Nói chung là đây nè, bỏ nhiều ngân sách quảng cáo để có được khách hàng, có được khách hàng nhắn tin với bay. Đấy, rồi cách thứ hai các bạn cần phải làm nữa là gì các bạn? Đó, các bạn ngoài việc bỏ nhiều tiền, các bạn làm gì? Bạn làm SEO, các bạn làm SEO qua nha, SEO website, thì lúc này khách hàng cũng sẽ nhắn tin với bay.
khách hàng nhắn tin với bay. SEO là sao các bạn? Đây nha, mình sẽ lấy ví dụ các bạn, một số bạn không hiểu không biết SEO đây. Ví dụ như công ty bên thiện á, làm rất là nhiều dịch vụ khác nhau, từ mảng đào tạo cho đến dịch vụ luôn bạn nha, như thiết kế website nè, thiết kế app nè, dịch vụ marketing online nè, khóa học digital marketing nè, đào tạo SEO nè, khóa học chuyển quảng cáo Facebook nè, khóa học Google Ads nè, khóa học quảng cáo TikTok, quảng cáo Zalo vân vân, thậm chí có những phần mềm nữa các bạn. Nói chung rất là nhiều cái dịch vụ cũng như là khóa học cũng như là đào tạo đó, thì mình sẽ sell bằng SEO các bạn, đẩy website của mình ở trên đây, website của mình rồi nha, mình đẩy website của mình sẽ lên top công cụ tìm kiếm Google luôn nha. Đấy, dân ta hay biết sử ta, cái gì không biết thì tra Google, khách hàng mà họ lên Google họ tìm kiếm là những khách hàng cực kỳ ngon các bạn, có nhu cầu rồi, cho nên là rất là dễ chuyển đổi các bạn nha. Ví dụ như đào tạo SEO đi, đào tạo SEO thành phố Hồ Chí Minh à, thì website bên mình đang đứng top 2 các bạn nha. Và ở góc bên phải là cái map của doanh nghiệp bên mình luôn, cho nên việc này mình sẽ tiếp cận khách hàng rất là nhiều các bạn. Hoặc là những cái từ khóa như là khóa học livestream thì top 1 các bạn nha, khóa học livestream top 1, hoặc là khóa học chạy quảng cáo Facebook. Nói chung là khi lên top và khách hàng tự động tìm đó các bạn. Và bạn lưu ý nha, khi mà khách hàng click vào đây các bạn nè, thì ở đây nó có cái nút hotline này, có cái Facebook để bạn theo, thì khách hàng thông qua cái SEO này để mà có thể nhắn tin với bếp của chúng ta được đó. Thì khi họ đã nhắn tin với bếp chúng ta rồi, chúng ta đã tốn rất là nhiều tiền, rất là nhiều công sức, chúng ta có một tệp khách hàng đã từng nhắn tin với bếp rồi, thì chúng ta phải đi khai thác họ các bạn nha, khai thác họ đấy. Ngoài ra bạn có rất nhiều hình thức marketing khác như là live stream hay là gì đó, bạn chạy quảng cáo trên Google kéo về cũng được, chạy quảng cáo Google theo website các bạn, chạy quảng cáo Google cho website sau đó kéo về họ nhắn chat thì cũng được, để bạn có thể là có những cái hàng chục hàng trăm nghìn khách hàng nhắn tin với bay nha, hàng chục hàng trăm nghìn khách hàng các bạn nha, chứ không phải là chỉ có 1-2 khách hàng nha. Tuy nhiên thì để làm điều đó thì bạn tốn được rất là nhiều tiền và tốn rất nhiều thời gian, có hàng trăm nè, hàng trăm nghìn khách hàng đấy, bạn nào ít thì vài chục thậm chí là vài nghìn, còn bạn nào mà dùng ngân sách nhiều nè, quảng cáo ngân sách nhiều vài tỷ bạc á, thì có thể là sẽ kiếm được đâu đó là vài trăm nghìn khách hàng từng nhắn tin với fanpage đó. Thì nói chung có cái lượng khách hàng là có hàng vài trăm nghìn đấy, thậm chí là hàng triệu khách hàng nha, triệu khách hàng từng nhắn tin với fanpage. Thì bây giờ thông qua cách gửi tin nhắn hàng loạt trên Facebook á, bạn chỉ cần là setup một cái thôi là bạn sẽ gửi tin nhắn hàng loạt cho đến hàng trăm nghìn khách hàng này, thậm chí hàng triệu khách hàng này đó. Bạn có thể là thông báo chương trình gì các bạn, chương trình khuyến mãi để họ có thể là quay trở lại website của bạn, hay là quay trở lại cửa hàng của bạn họ mua hàng, hoặc bạn nhập một sản phẩm mới, bạn có thể là cross sell hoặc upsell các bạn nha, cross sell này rồi upsell rồi cái gì đó các bạn. Giống như cụ thể luôn đi, ví dụ cụ thể cho bạn dễ hiểu, mình thích nói về thực chiến các bạn. Đây, mình có một cái trang web khác là sanrobot.vn. Thì ở đây nếu bạn nào đang dùng thì bạn đã biết rồi, có rất nhiều khách hàng đang dùng các bạn nha, sanrobot.vn. Đây là cái hệ thống tăng tương tác mạng xã hội đa nền tảng, bạn nhớ nha, hệ thống tăng tương tác mạng xã hội đa nền tảng các bạn, từ Facebook, TikTok, YouTube, Shopee v.v. Có rất là nhiều cái nền tảng các bạn. Và ở đây các bạn để ý này, mình đang có chương trình khuyến mãi là 10%, 10% các bạn nha. Khi mà khách hàng họ nạp tiền vào, tự động cộng tiền thêm 10% cho họ. Đấy, thì có vài chục nghìn khách hàng họ đã sử dụng cái hệ thống này rồi, sử dụng cái sanrobot.vn này rồi. Thì làm sao mình thông báo một chương trình khuyến mãi một cái gì đó ở trên trang fanpage của mình, nhớ nha, trên trang fanpage. Và cụ thể là mình đang đặt fanpage là WebDG các bạn nè, các bạn để ý nè, WebDG các bạn. Nó click vào ai nhắn tin thì nhắn tin với WebDG đó. Thì mình sẽ thông báo cái chương trình khuyến mãi, thông báo cái gì đó các bạn nha. Đó, WebDG bạn thấy không? Đó, thông báo chương trình, nói chung là tư duy bạn nha, kinh doanh là phải tư duy. Đấy, nói chung bạn muốn làm rất là nhiều cách để chăm sóc khách hàng nữa nè. Có rất nhiều lý do, rất là nhiều cách, có rất là nhiều lợi ích để bạn có thể là sử dụng cách gửi tin nhắn hàng loạt này các bạn nha, để bạn khai thác, bạn kiếm thêm tiền, bạn tạo ra thu nhập doanh thu cho doanh nghiệp của bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách gửi tin nhắn hàng loạt nha. Sau khi bạn đã cấp quyền cho cái nick phụ rồi nè. Đấy, sau khi cấp quyền cho nick phụ rồi thì bạn cần có một phần mềm, nhớ nha, muốn mà gửi tin nhắn hàng loạt được thì phải có phần mềm nữa các bạn, chứ không thể nào gửi tay được. Đó, dùng phần mềm. Đấy, phần mềm này các bạn sẽ kiếm ở đâu? Các bạn vào website www.vuawebdigi.com, www.vuawebdigi.com. Đặc biệt là các bạn xem được video này sẽ có ưu đãi đặc biệt cho các bạn, có khuyến mãi đặc biệt luôn. Mình rất là thích đưa quà, đưa khuyến mãi cho những anh chị em luôn yêu thích kênh Lâm Anh Thiện, luôn follow Thiện đó. Bạn vào website www.vuawebdigi.com nha. Đây,
vuaweb.com. Rồi các bạn click như thế này, sau đó các bạn di chuyển đến cái tab phần mềm các bạn. Ở đây có cái tool gửi tin nhắn Facebook hàng loạt, đó bạn click vào tool gửi tin nhắn Facebook hàng loạt nha. Thì ở đây, đây là bảng giá các bạn. Đấy, bảng giá của nó là gói 1 tháng, tức là bạn xài trong tháng ấy, thì 500 nghìn. Gói 3 tháng thì là 1 triệu, gói 6 tháng là 2 triệu, gói 12 tháng là 3 triệu. Tin nhắn là bạn gửi không giới hạn tin nhắn. Đấy, cái bay của bạn có hàng triệu khách hàng từng nhắn tin của bay bạn gửi được hết các bạn nha. Đấy, không giới hạn số lượng bay luôn. Gửi được văn bản, tức là test các bạn, hình ảnh, và thậm chí là các bạn có thể là gửi bất cứ một cái thông điệp nào bạn muốn. Đó, rất là tuyệt vời các bạn nha. Thì bạn nào cần dùng cái phần mềm này thì bạn sẽ liên hệ với website của webdigi.com nha. Ở đây có số Zalo, có số Facebook, có số hotline. Các bạn sẽ liên hệ để bên mình sẽ tiến hành cài đặt cho các bạn. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ demo, mình hướng dẫn bằng cách thực hiện chi tiết nha, để cho bạn xem nó hoạt động như thế nào. Rồi mình sẽ mở tách mới các bạn nha. Đây, mở tách mới. Nhớ là vào dùng cái nick phụ nha. Dùng nick phụ các bạn nha, chứ không dùng cái nick chính các bạn nha. Dùng nick phụ. Ở đây bạn chọn fanpage nè. Hồi nãy là mình đã cấp quyền cho nó là vào fanpage là WebDegree rồi. Mình sẽ vào WebDegree, mình bấm quét khách hàng các bạn nha. Thì tự động hệ thống này nó sẽ quét khách hàng cho mình. Danh sách nè, 100, 150, 200 này các bạn. Có bao nhiêu khách hàng từng nhắn tin như bay nó sẽ quét ra hết. Hàng trăm nghìn, hàng triệu đều quét được các bạn nha. Quan trọng là số lượng bao nhiêu thôi. Tất nhiên số lượng nhiều thì nó sẽ lâu hơn một chút. Số lượng ít thì nó quét nhanh các bạn nha. Con số danh sách khách hàng này là 700 mấy các bạn, lên từ từ nè. Rất là nhiều khách hàng nhắn tin như bay các bạn nha. Nhắn tin như bay bên WebDegree các bạn. Thì nó đang quét các bạn nha. Thì trong thời gian chờ đợi á, mình sẽ chia sẻ các bạn một cách kiếm tiền online ngay tại nhà mới luôn, mà bên mình mới phát triển ra. Nói chung là mình đang build cái model business lên. Thì bạn vào website túideochéo.com.vn các bạn nha. Trang web này thì mình sẽ nhập hàng túi đeo chéo nam, túi đeo chéo nữ. Mình nhập hàng tặng xưởng để mình phân phối cho người tiêu dùng tại Việt Nam. Đó, giao hàng toàn quốc nhanh chóng các bạn. Tuy nhiên thì bạn nào cần kiếm tiền online á, các bạn có thể là bấm đăng ký một tài khoản ở đây. Đăng ký đặt tên nè, email, mật khẩu. Sau khi đăng ký rồi bấm đăng nhập. Trường hợp này như mình đăng nhập bên trong nè các bạn. Thì ở trong cái bảng dashboard đăng nhập của bạn á, sẽ có một cái nơi để bạn làm affiliate marketing. Ở đây các bạn nha, đây là bảng dashboard thấy không? Đó, đơn hàng rút tiền như thế nào này, có đầy đủ thông báo báo cáo chi tiết cho các bạn. Và ở đây nó có cái link giới thiệu của bạn. Link này được gọi là link affiliate marketing. Affiliate marketing là gì thì hầu như là ai cũng biết đúng không các bạn? Affiliate marketing là tiếp thị liên kết. Đây là hình thức kiếm tiền online ngay tại nhà các bạn. Mà hiện nay Shopee nè hay là TikTok nó cũng đều cho phép chúng ta là làm affiliate marketing để kiếm tiền hết. Thì website túideochéo.com.vn này là một cái website mà của bên Thiện các bạn nha, của bên Thiện. Và bên Thiện đang build cái model business lên, và các bạn hoàn toàn có thể là kiếm tiền được với Thiện các bạn nha. Các bạn chỉ cần chia sẻ cái link này. Đấy, bạn chia sẻ lên Facebook, YouTube, Shopee gì đó, nói chung nền tảng của bạn có thì bạn cứ chia sẻ lên. Rồi ai đó họ đặt hàng, tức là họ mua sản phẩm các bạn, mua sản phẩm thông qua đường link mình chia sẻ nha. Ví dụ nay mình vào mình chia sẻ như thế này. Đó đúng không? Ai họ click vào đường link này, họ mới kéo đây họ mua hàng này, là tự động các bạn sẽ có tiền kéo đây mua hàng. À, bấm mua hàng nha. Ngay. Nói chung là bất cứ cái chuyển đổi mua hàng nào từ cái link app của bạn thì bạn sẽ nhận được tiền các bạn nha, nhận được hoa hồng. Hoa hồng cụ thể đây là 10%. Đấy, đây là một cái cách kiếm tiền online ngay tại nhà mà các bạn có thể là kiếm tiền ngay tại nhà luôn các bạn nha. Có thể đồng hành cùng với Thiện để kiếm tiền. Đấy, quay lại cái vấn đề chính của chúng ta xem là nó quét ở đâu rồi. Đấy, nó đã quét xong các bạn. Thì tổng cái số lượng khách hàng của mình hiện nay là 2.000 mấy. Cái số lượng người dùng là mấy chục nghìn. Tuy nhiên chỉ có 2.000 mấy khách hàng họ nhắn tin với bay thôi các bạn. Đó, chứ không phải là ai cũng nhắn tin các bạn nha. Và ở đây mình thấy là nó đã ngưng các bạn, đã ngưng thì nó có 2.000 mấy khách hàng. Thì cái tiệp này các bạn, cái tiệp này thật ra là cái tiệp UAD, UAD của từng tài khoản Facebook. UAD là sao? Mình copy cái UAD ra này. Bạn vào facebook.com ở đây đúng không? Đó, nhớ là facebook.com sẹt cái bằng gõ cái UAD vô nè, dán UAD vào và bấm enter. Thì nó sẽ ra đúng cái Facebook cá nhân của người đó các bạn. Đây, đây là khách hàng bên Thiện này. Đó, họ đang dùng dịch vụ bên Thiện này. Đang dùng các dịch vụ ví dụ thiết kế website hay là cái dịch vụ tương tác mạng xã hội đó các bạn, sau WhatsApp đó. Đó. Rồi, thì bây giờ mình có thể là tải cái tiệp về bạn nha. Bạn có thể là lưu cái tiệp về nè, 2.000 mấy khách hàng nè. Bạn nào có bay nhiều bay lớn á, mấy chục nghìn hay mấy triệu bạn tải về. Tải một cách bạn copy hết nè, Ctrl A nha. Ctrl A copy hết cái tiệp này, Ctrl C copy nè. Bạn lưu ở đâu đó, lưu ở notepad các bạn. Tại cái tiệp này các bạn sẽ làm được rất là nhiều việc các bạn nha. Không những là gửi tin nhắn hàng loạt các bạn, bạn phải chạy quảng cáo đến họ. Chạy quảng cáo đến họ luôn các bạn nha, rất là hay. Nói chung là nhiều cái hay đó các bạn. Rồi bấm sale. Mình ghi đây là WebDG đi chẳng hạn. Đấy, khách hàng WebDG.
Rồi, em xem. Ok. Rồi, sau khi mình xem mình lưu xong các bạn thì bây giờ mình tiến hành mình sẽ gửi tin nhắn hàng loạt nha. Thì ở đây là tất cả cái số lượng khách hàng của mình. Đó, còn đây là cái nội dung tin nhắn các bạn cần gửi. Đây này, chào. Chào gender. Gender là sao bạn? Là anh là chị các bạn. Gender là giới tính. Ví dụ nha. Ví dụ Lâm Thanh Thiện là nam thì nó sẽ chào anh các bạn nha. Facebook của mình đó các bạn, Lâm Thanh Thiện á thì nó sẽ chào anh. Còn những cái bạn nào khác mà giới tính nữ trên Facebook để là nữ nha thì nó sẽ chào là chị, nó sẽ chào là chị. Nó rất là hay các bạn. Đó, chào gender full name có nghĩa là chào anh Lâm Thanh Thiện. Đó, bạn hãy vui lòng. Đó, thì cái này lúc này mình sẽ sửa lại một chút các bạn nha. Cái này được gọi là cấu trúc spin các bạn, cấu trúc spin. Spin có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn hãy hiểu á, nó sẽ tạo ra những cái tin nhắn khác nhau hết các bạn, khác nhau hết. Để làm sao giống người thật nhất để giúp cái nick Facebook của bạn không bị khóa, không bị khóa. Cái phần mềm nó hay cho lắm các bạn. Đấy, chào gender full name bạn. Thì bây giờ mình có thể nói là làm lại nè. Chào gender full name. Chào gender full name. Hiện nay sawbot.vn. Hoặc mình có thể ghi là ghi thẳng các bạn. Gender mất công quá. Ghi thẳng luôn là khuyến mại. Đấy, 10% chỉ trong 2 ngày. Khuyến mại 10% khi nạp tiền Sarobot, khi nạp tiền Sarobot.vn. Đó, một cái hệ thống tăng tương tác mạng xã hội đa nền tảng. Đấy. Chấm. Chỉ áp dụng duy nhất trong 2 ngày, chỉ áp dụng duy nhất trong 2 ngày từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 2024. Ok. Và khuyến mãi 10% thì lúc này mình sẽ pin một chút các bạn nha. Ví dụ cấu trúc pin của mình nè. Có nghĩa là ba hồi thì nó nói khuyến mãi, ba hồi nó nói sẽ là ưu đãi đấy các bạn. Hay là cộng thêm 10%. Đây, cộng thêm khuyến mãi nè. Rồi khuyến mãi nạp tiền đi. Khuyến mãi nạp tiền 10%. Khuyến mãi nạp tiền 10%. Cho nó giống người thật nhất các bạn thôi. Nó sẽ pin chút. Rồi khi nạp tiền sarobot.vn hệ thống tăng tương tác mạng xã hội đa nền tảng thì cái này mình sẽ pin một chút. Ok em. Đấy, mình sẽ pin một chút. Đây. Thì bạn nào mà chưa hiểu thì liên hệ với mình, bạn muốn dùng phần mềm liên hệ với mình thì mình sẽ có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ các bạn. Đấy, để pin như thế nào cho nó hiệu quả. Sarobot.vn. Ở đây sarobot.vn thôi. Sarobot.vn. Ok. Chỉ áp dụng duy nhất đó, áp dụng duy nhất trong 2 ngày, chỉ áp dụng duy nhất trong ngày. Thì mình pin một chút là chỉ áp dụng từ hai gì để viết duy nhất thì nó sẽ viết cái gì mà viết từ đi, từ 2 ngày đấy. Duy nhất trong rồi có thể là từ đó. Từ 2 ngày hoặc là trong 2 ngày duy nhất, chỉ áp dụng trong 2 ngày duy nhất đấy. Ok, mình sẽ duy nhất nè, duy nhất trong nè, rồi trong nè, rồi duy nhất nè, nó pin như vậy các bạn. Rồi, để chào mừng, cuối cùng đây, để chào mừng quốc tế phụ nữ, nhân dịp chào mừng quốc tế phụ nữ, nhân dịp chào mừng quốc tế phụ nữ, quốc tế phụ nữ. 20 tháng 10 chấm. Thì nhân dịp chào mừng quốc tế phụ nữ, quốc tế phụ nữ thì mình sẽ ghi chút xíu nha, nhân dịp hay là thừa dịp. Đấy, mình sẽ biên một chút để cho nó không có hạn chế mình các bạn nha. Thừa dịp, thừa dịp đó, nhân dịp thừa dịp rồi ok nhiều thôi đó. Thì nó tự động nó sẽ tổ hợp ra rất là nhiều tin nhắn khác nhau các bạn, rất là nhiều tin nhắn khác nhau để nó gửi làm sao mà giống người thật gửi nhất có thể đó. Rồi bạn hoàn toàn hãy chèn thêm một cái hình ảnh nữa các bạn. Đây mình cộng hình ảnh vô, mình có thể là thêm cái hình ảnh khuyến mãi vào đây
quá tuyệt vời. Đó, thì ở đây mình sẽ bấm gửi các bạn nha. Bạn nhớ cái thời gian gửi đây nè các bạn, tức là một giây á, đang đẩy số 1 thì một giây, một giây có nghĩa một giây nó sẽ gửi đến một người. Đấy, thì bạn có thể là để số giây này lớn chút, có thể để là 5 giây các bạn nha, kiểu là thời gian lâu lâu một chút thì giống người thật nhất có thể. Rồi, ở đây có 2.800 mấy khách hàng, ok bấm gửi luôn các bạn nha. Thì nó tiến hành nó gửi cho mình nè, đang gửi các bạn, đang gửi nè. Đó, bạn đợi một chút nó sẽ gửi, đã gửi một nè. Thì bạn nào mà đã từng nhắn tin cho fanpage VFD ghi thì tất nhiên các bạn sẽ nhận được tin nhắn các bạn nha, sẽ nhận được tin nhắn, đặc biệt là tin nhắn này. Đấy, bạn nào mà có thể là xem được video này hoặc là nhận được tin nhắn mà từ thiện gửi thì đó là thì đang gửi tự động với các bạn đó, rất là hay. Ok các bạn, thì sau vài tiếng hiện nay đã gửi được 2.500 mấy tin nhắn các bạn nha. Và như bạn thấy đây, một tin nhắn mà web địa ghi đã gửi cho mình khuyến mãi các bạn, mình mở cho bạn đọc nha. Đây, nội dung tin nhắn nó rất là ok các bạn. Khuyến mãi nạp tiền 10% khi nạp tiền sang robot hệ thống tương tác mạng xã hội đa nền tảng, chỉ áp dụng duy nhất 2 ngày từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2024, thừa dịp chào mừng quốc tế phụ nữ 20 tháng 10 và cả ảnh đấy các bạn. Đó, cái tin nhắn mình soạn sao thì nó gửi rất là ok, đọc rất là hay đúng không các bạn. Và nó spin cái nội dung tin nhắn các bạn nha, spin nội dung tin nhắn nó khác nhau hết các bạn, mỗi một người nhận á nó sẽ nội dung khác nhau hết các bạn nha. Cho nên là cách gửi tin nhắn Facebook hàng loạt này rất ok các bạn nha. Đó, thì nếu như bạn nào muốn sử dụng phần mềm này để gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng của mình, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu khách hàng đã từng nhắn tin với fanpage, thì các bạn có thể liên hệ với Thiện thông qua số hotline đó là 0907684279 các bạn nha. Số đó thì Thiện cũng có xài Zalo luôn. Đấy, các bạn cần hỗ trợ, cần sử dụng phần mềm, cần cài đặt gì đó, các bạn liên hệ với Thiện.